Đến nước Đức với tư cách là một trong những đội bóng có phong độ tốt nhất châu Âu, áo đã giành quyền vào vòng loại trực tiếp của Euro 2024 với tư cách là đội nhất bảng D sau khi đánh bại Hà Lan với tỷ số 3-2 trong một trận đấu đầy kịch tính tại Olympiastadion ở Berlin vào thứ ba tuần trước. Đội quân của Ralf Rangnick nằm ở bảng đấu khó khăn cùng với Hà Lan và Pháp, nhưng họ đã giành được 6 điểm để đứng đầu bảng, xếp trên Leblius, đội đã bất ngờ bị cầm hòa 1-1 bởi Ba Lan. Đội tuyển áo đã không vượt qua được vòng bảng ở hai kỳ Euro đầu tiên, với tư cách là chủ nhà năm 2008 và 8 năm sau đó, nên việc tiến xa như thế này đã là một thành tích ấn tượng. Áo đủ điều kiện tham dự vòng loại trực tiếp của một giải đấu lớn lần thứ tư, trước đó là World Cup 1934 và 1954 và Euro 2020. Huấn luyện viên Ralf Rangnick hiện đang cố gắng đưa áo vào tứ kết giải vô địch châu Âu đầu tiên, trong bối cảnh họ đã giành chiến thắng 14 trong số 19 trận gần nhất và chỉ thua 2 trận kể từ khi Ralf Rangnick lên nắm quyền vào tháng 6 năm 2022. Chỉ có 3 quốc gia châu Âu Bồ Đào Nha, Hà Lan và Tây Ban Nha có tỷ lệ chiến thắng cao hơn. Áo bước vào giải đấu với chỉ một trận thua trong 10 trận trước đó, một trận thua sít sao trước Bỉ ở vòng loại Euro 2024. Họ đã thắng 7 trong số những trận đó, hòa 2, bao gồm các chiến thắng trước Thụy Điển, Đức, Slovakia, Serbia và một chiến thắng 6-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong chuỗi trận đó. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ bước vào giải đấu với kết quả không mấy khả quan. Sau chiến thắng tuyệt vời 3-2 trước Đức vào tháng 11 năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ hòa 2 và thua 3 trong 5 trận tiếp theo. Trong số những trận thua đó có thất bại tan nát 1-6 trước Áo tại Viên vào tháng 3 năm 2024. Thổ Nhĩ Kỳ đã lọt vào bán kết Euro 2008, thành tích tốt nhất của họ trong các vòng chung kết, nhưng họ đã bị loại ở vòng bảng vào các năm 2016 và 2020. Ở giải đấu năm nay, họ đã đánh bại Georgia với tỷ số 3-1 trong trận mở màn, trước khi bị Bồ Đào Nha vượt qua với tỷ số 3-0 trong trận thứ hai. Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc ở trận hạ màn đã đưa họ vào vòng loại trực tiếp. Đây sẽ là lần đầu tiên Áo và Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán nhau trong một giải đấu lớn. Áo đã giành chiến thắng ở 2 trong 3 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, trong các trận đấu chính thức, Thổ Nhĩ Kỳ đã bất bại trong 5 trận gần nhất gặp Áo, thắng 4, hòa 1. Chuyên gia của thể thao 5.1 dự đoán Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là đội bóng đi tiếp vào tứ kết. Chúc các anh em may mắn. Áo đã giành quyền vào vòng loại trực tiếp của Euro 2024 với tư cách là đội nhất bảng D sau khi đánh bại Hà Lan 3-2. Đội bóng của huấn luyện viên Ralf Rangnick đã có một chuỗi phong độ ấn tượng, giành được 6 điểm và dẫn đầu bảng đấu khó khăn gồm Hà Lan và Pháp. Áo sẽ chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 16 đội. Thổ Nhĩ Kỳ đã giành quyền vào vòng loại trực tiếp sau khi đánh bại Cộng hòa Séc ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, sau khi thua 1-6 trước Áo hồi tháng 3. Đây sẽ là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở vòng đấu loại trực tiếp của một giải đấu lớn.